Trên mạng xã hội người ta thường có câu trêu đùa nhau rằng đen thôi, đỏ là red. Có lẽ câu nói này sẽ phù hợp với tiền vệ người Brazil Casemiro. Lại một lần nữa Manchester United bị rơi vào cảnh chơi thiếu người và cũng một lần nữa người ta phải thốt lên: ôi chúa ơi, lại là Casemiro ư? Vâng, lại là Casemiro, anh đã dính thẻ đỏ trực tiếp thứ hai trong mùa giải này vào trận đấu tối qua với Southampton. Và lần này án phạt là rất nặng, nó có thể sẽ là bước ngoặt đối với quỷ đỏ thành Manchester ở mùa giải năm nay. Bước vào trận đấu tối qua, trái với dự đoán của nhiều người, Manchester United gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng xếp cuối bảng Southampton ở vòng 27 của giải Ngoại hạng Anh. Trong khi quỷ đỏ chưa tìm được mảnh lưới của đối thủ, họ lại phải nhận tổn thất cực lớn với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Casemiro. Tình huống diễn ra phút 32 của trận đấu, Casemiro tranh bóng với Carlo Alcaraz ở trên phần sân nhà. Tiền vệ người Brazil có pha chuồi bóng khiến đối thủ ngã ra. Trọng tài Anthony Taylor lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo với cầu thủ của Manchester United. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tổ VAR tư vấn cho vị vua áo đen và sau khi xem lại tình huống quay chậm, trọng tài chính đã thay đổi tấm thẻ vàng bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp. Xem kỹ lại bằng hình có thể thấy được Casemiro là người chạm bóng trước. Tuy nhiên, chân trước của cầu thủ này lại để cao hơn mặt đất và va chạm vào ống đồng của đối thủ. Và điều gì đến cũng phải đến, thẻ đỏ cho Casemiro. Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc, Casemiro lập tức ôm mặt và khóc với án phạt dành cho mình. Bởi anh biết giai đoạn này đang rất nhạy cảm với Manchester United. Với chiếc thẻ đỏ trực tiếp thứ hai này, ngôi sao người Brazil sẽ vắng mặt 4 trận đấu tới của nửa đỏ thành Manchester. Và theo Manchester Evening News, Manchester United quyết định sẽ không kháng cáo án treo giò của Casemiro. Trang web của câu lạc bộ cũng thông báo, thật không may, tiền vệ này phải chấp nhận án phạt cấm thi đấu 4 trận ở các giải quốc nội. Cầu thủ 31 tuổi sẽ ngồi ngoài ở các trận đấu với Fulham thuộc FA Cup, cũng như Newcastle United, Brentford và Everton ở Premier League. Tổng cộng, cầu thủ người Brazil bị treo giò 8 trận kể từ đầu năm 2023. Trước đó, Casemiro nghỉ trận thua Arsenal 2-3 do nhận đủ 5 thẻ vàng ở Premier League từ đầu mùa. Cựu tiền vệ Real Madrid được xác định là có hành vi bạo lực trong trận thắng 2-1 trước Crystal Palace và bị đình chỉ tiếp 3 trận tại giải quốc nội. Án phạt không ảnh hưởng tới khả năng ra sân của Casemiro ở Cúp Châu Âu. Anh vẫn đủ điều kiện để cùng Manchester United làm khách tới sân của Real Betis trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 UEFA Europa League vào ngày 17 tháng 3 tới đây. Mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết liệt, Casemiro đã đẩy Manchester United và huấn luyện viên Erik ten Hag vào tình cảnh khó khăn thêm, nhất là tuyến giữa đã mất trụ cột Eriksen vì chấn thương. Vậy tại sao biên cương lại nói mất Casemiro thì có thể là bước ngoặt của Manchester United ở mùa giải này? Hãy cùng nhìn xem nửa đỏ thành Manchester thi đấu như thế nào khi thiếu vắng ngôi sao người Brazil này. Erik ten Hag là người hiểu rõ nhất sự vắng mặt của Casemiro. Tôi biết Casemiro tuyệt vời ra sao, 5 danh hiệu Champions League của cậu ấy đã thể hiện điều đó. Trong tập thể Manchester United, Casemiro là thủ lĩnh, cậu ấy đặc biệt quan trọng với Manchester United, từ vai trò phòng ngự cho đến khâu tổ chức, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ. Tiền vệ sinh năm 1992 là mắt xích nơi tuyến giữa, anh hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn, phân phối bóng và thậm chí ghi không ít bàn thắng quan trọng cho quỷ đỏ. Từ đầu mùa 2022-2023, Casemiro đã có tổng cộng 5 bàn, 5 kiến tạo tính trên mọi đấu trường. Tầm ảnh hưởng của Casemiro lên Manchester United là không phải bàn cãi. Mỗi trận tuyển thủ Brazil thực hiện hơn 3 cú tắc bóng thành công, 2 lần hóa giải tình huống nguy hiểm và gần 1,5 pha đoạt bóng từ chân đối thủ. Các thông số phòng ngự của Casemiro nằm ở top đầu Premier League mùa giải này. Người mộ ăn hẳn sẽ vẫn còn nhớ đường chuyền thành bàn của Casemiro trong chiến thắng 2-1 trước Everton vào đầu mùa hay cú đánh đầu giúp quỷ đỏ giành một điểm đầy nghe thở ở cuộc đụng độ Chelsea. Mới đây nhất trong trận chung kết của League Cup, chính cựu sao Real Madrid là người đã ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc trước khi Marcus Rashford ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc. Casemiro, ngôi sao đã đặt dấu chấm hết cho thời kỳ sử dụng McTominay, Fred tại Old Trafford, mang đến sự vững chắc cho hàng tiền vệ của câu lạc bộ, thứ đã thiếu kể từ thời Roy Keane ra đi vào năm 2005. Giống như cựu đội trưởng quỷ đỏ, Casemiro nâng tầm những người xung quanh với dẫn chứng điển hình nhất là Fred. Casemiro có thể coi là xương sống của Manchester United. Theo thống kê của Opta, Manchester United dường như không thể sống thiếu Casemiro. Trong các trận đấu, tiền vệ người Brazil đá chính ở Ngoại hạng Anh, Manchester United giành trung bình 2,3 điểm một trận và chỉ thủng lưới 0,7 bàn một trận mà thôi. Ngược lại, họ chỉ kiếm được 1,4 điểm một trận và thủng lưới đến 2,4 bàn mỗi trận khi Casemiro không có tên trong đội hình xuất phát. Và theo thống kê của WhoScore, Casemiro chơi hay nhất Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh mùa này với trung bình 7,26 điểm mỗi trận, so với Bruno Fernandes 7,24 và Marcus Rashford 7 điểm.
Có những hành động anh làm mà thống kê không làm nổi bật, đó là những pha phạm lỗi chống phản công từ giữa sân mà không phải nhận thẻ, nói theo ngôn ngữ dân dã là xách nước bổ cam. Manchester United truyền trung bình 64,1 lần vào 1/3 cuối sân mỗi khi Casemiro thi đấu, so với 51,3 đường truyền tương tự khi vắng anh. Các thống kê về kiểm soát và chuyền bóng của Quỷ Đỏ cũng tăng vọt nhờ Casemiro. Thống kê cho thấy tỷ lệ thắng của Manchester United khi không có Casemiro chỉ ở mức 33%, trong khi họ thua tới 66% ở các trận cầu mà cầu thủ này vắng mặt. Ngược lại, Manchester United giành chiến thắng với tỷ lệ lên tới 77% khi Casemiro góp mặt, còn tỷ lệ hòa và thua là 11,5%. Nếu chỉ tính những trận Casemiro đá chính từ đầu, tỷ lệ thắng của Manchester United cũng đạt tỷ lệ 74%, một con số ấn tượng. Đó là lý do vì sao khi thiếu vắng ngôi sao này, Manchester United có thể rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rashford và các đồng đội đang ở vào thế khó trong cuộc cạnh tranh ngôi vương ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, đặc biệt sau khi Quỷ Đỏ thua 7 bàn, lấm lưng trắng bụng trước Liverpool và vắng Casemiro 4 trận đấu tới. Chỉ có UEFA Europa League là đấu trường duy nhất mà Manchester United sáng cửa vô địch và ở đó Erik ten Hag đang còn sự phục vụ của ngôi sao người Brazil. Trước đó Donny van de Beek được xác định là phải nghỉ đến hết mùa, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách xoay tua của chiến lược gia người Hà Lan. Dù không thể hiện được nhiều, Donny van de Beek vẫn là phương án hữu hiệu ở các trận đấu cúp, đến khi gặp Reading tại FA Cup, Quỷ Đỏ tiếp tục mất thêm Christian Eriksen. Trên lý thuyết, đội chủ sân Old Trafford vẫn còn đến 4 sự lựa chọn bao gồm Frank Scott McTominay, Maxen Sabitzer và Bruno Fernandes. Thế nhưng Scott McTominay mãi chưa cho thấy dấu hiệu của sự trưởng thành. Mùa giải năm nay anh chỉ đóng vai kép phụ, thường được tung vào sân mỗi khi Manchester United có ý đồ gia tăng khả năng tranh chấp và phòng ngự. Cá nhân Fred có nguồn thể lực dồi dào, dù vậy anh không thể hiện phong độ ổn định. Trường hợp của Marcel Sabitzer dường như không nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Erik ten Hag. Sử dụng bộ ba Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes cũng là ý tưởng không tồi cho Manchester United. Tuy nhiên, có Casemiro ở trên sân, tuyến giữa của Manchester United mới thực sự mạnh. Sẽ không ngoa chút nào nếu cho rằng huấn luyện viên Erik ten Hag đã vận dụng tất cả những gì có thể để xoay tua đội hình. Thế nhưng vận may lại không mỉm cười với cựu thuyền trưởng của Ajax Amsterdam. Về trường hợp của Casemiro, có lẽ anh đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của bóng đá Anh, nơi những bất ngờ luôn xuất hiện và khiến các cầu thủ phải cảm thấy bất mãn. Và câu chuyện về Manchester United liệu sẽ như thế nào khi thiếu vắng Casemiro sẽ có câu trả lời trong thời gian tới. Quý vị hãy đưa ra dự đoán của mình cũng như những đánh giá của chính quý vị về tầm quan trọng của Casemiro trong phần bình luận. Cảm ơn quý vị đồng hành với bình luận viên tại Biên Cương Plus ngày hôm nay. Đừng quên ủng hộ kênh bằng những lượt like, những lượt chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.